afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello, chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay ca sĩ Thúy Loan được vô chế độ giải trí nên là mình sẽ chọn chơi cho bạn cùng xem với bộ trang phục B luôn. Ai rảnh mua trang phục B đúng không? Tôi có thẻ mấy trăm cái thẻ B một ngày luôn ấy. Cho nên là dùng để xài bớt đi, còn không thì nếu mà cảm thấy thiếu thốn về cái số lượng đá tím quá thì mình sẽ chơi theo kiểu là tách hết ra đá nhưng mà cũng không được nhiều. Thì cũng phải chi nó nhiều cũng tách thiệt, mà không được nhiều thì thôi, đúng không? Và các bạn biết rồi, quỷ này mà vô 82 thì nói chung là cũng có một cái gì đó vui vui. Quẹt người đồ cái thứ. Hunter mà vô được chế độ 82 là ngon rồi. Ai mà như mấy con như Bơ Sục, rồi Dô Sục, người ai nữa? Ôi, AFK. Ừ, chạy rồi, may quá. Tưởng AFK thì hơi chán. Mình thì cứ kiểu giống như là phun choáng các thứ thôi, đi qua ván luôn. Mẹ, bây giờ đánh được thì đánh, không đánh được thì ăn hit. Trời ơi, con gái yêu. Trời ơi, con gái yêu đâu ra vậy con? Thương quá, thương rồi. Ơ, kiểu như cái chỗ này bị cooldown. Tức ghê. Rồi, xong, mất nhạc luôn. Ghét thế cơ chứ. Cũng may là nó có cái... Rồi, tàn đời. Đấy, mọi người thấy không? Cái tốc độ di chuyển giống như kiểu ánh sáng. Bắt người rất là nhanh. Gì đây? Tự nhiên đi sang đây mất bố nó cái nhạc luôn. Thế là nhìn nghe toàn là đạp ván ba cái skill nghe buồn dã man. Nhưng mà mình thì không có thời gian để mình thay đổi được. Trời ơi, mình xăm 10 con rồng rồi. Nhanh đó. Nhưng mà tôi đánh hết nha, để lấy cái điểm để mua thuốc nữa. Tự nhiên cái mất tính nhạc. Ghét thiệt chứ. Để lát nữa mình thịt con quỷ này xong rồi mình chắc là phải tắt đi rồi mình reset lại. Trời ơi, vui quá, cho chơi với. Thôi đi shopping. Quỷ này mà nó mua được thuốc lau kiếm với lại thuốc tăng tốc độ nữa thì thôi luôn. Hầu như là cũng chả phải cần là cái thuốc, mọi người biết rồi, cái thuốc hồi chiêu. Cái thời gian hồi chiêu của nó cũng rất là gớm. Và hầu như là mình chủ yếu mình tập trung vào cái quả skill hồn ma là nhiều, đúng không? Đó. Quẹt một phát là chỉ có nằm xuống mà tiếp đất thôi, chứ làm sao mà chơi bời gì được nữa. Rồi, đi shopping. Ôi, hai bà kia xách hai cái quả bóng nhìn sang dã man. Rồi, ra đây luôn nha. Xịt keo, xịt keo. Nè, đó, cái skill gió này các bạn cứ thoải mái các bạn chơi thôi. Kiểu giống như là nó giúp các bạn giảm cái khoảng cách từ bóng cái vùng tối này sang vùng tối khác ấy. Cái thứ hai nữa là mình cứ lướt vậy thôi. Cooldown cũng được, không cool cũng được. Nói chung là hồi chiêu cũng rất là nhanh. Mình cũng không quan ngại về vấn đề gì cả. Còn survival nó muốn sao thì nó muốn, mình cũng chả quan tâm. Nhưng mà bà mù bà lại thoát rồi, tức ghê. Xịt, 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 xịt hoài bà nội. Mình thấy là bà này cũng nên phải thêm cái định hướng để ném gió nữa. Chứ thực ra thì quăng về thì cái cam chính diện ở đâu thì mình quăng đấy thì cũng ok thôi. Nhưng mà nếu như mà có nữa thì sẽ ngon hơn rất là nhiều. Ô, 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 ô. Thì cái gì mới thì chắc chắn là cũng sẽ có một cái gọi là nhiều người tham gia, nhiều người muốn dùng, muốn trải nghiệm. Thế là đâm ra là tội gì hôm nay nhân vật này đang có một cái sự gọi là hoát hoàn hoạt, đúng không? Để tranh thủ là múa luôn chế độ 82 giải trí luôn để cho mọi người cùng xem.
Tất nhiên là mọi người chắc là cũng test trước mình luôn rồi. Tại vì mình thì chủ yếu là chơi survival là nhiều. Còn Hunter tới lui cũng vài nhân vật, nhìn chán. Mang tiếng ca sĩ mà cái quả skill nó có cái giống ca sĩ đâu. Nó rất là bình thường, nó không có đến nỗi gọi là ca sĩ lắm. Ôi, đi shopping nè. Qua liền. Ôi, tới liền bạn ơi. Bạn ơi, hãy đến quê hương chúng tôi, đúng không? Úi giời ơi. Ai đây? Ai vậy? Ngon quá. Trời ơi. Để mình tắt game luôn rồi mình vô lại không có nhạc chơi chán dã man ấy. Nhiều khi cái giọng của mình có thêm cái nhạc game vô thì nghe kiểu nó cũng sẽ có một cái gì đó gọi là ấm ấm hơn đúng không? Kiểu tự nhiên vô chả thấy cái âm thanh gì ở đây kìa, nghe rầu dễ sợ. Nhưng mà mọi người cảm thấy là kiểu game cũng giờ đấy, Hunter nó càng ngày càng mạnh, gặp như con Itamu vậy, cả cái con Thúy Loan này có mà rời đuổi nó. Vui quá, cho chơi với. Như một cái hội chợ, không còn tương lai nữa. Trời ơi, là xịt mắm chua dữ chưa vậy trời. Hai ngày hôm nay là tôi rất là trầm cảm. Đi survival quick mát ấy. Eo ơi, rợn da gà luôn. Úi giời. Mọi người để ý là cái bóng của bà này để lại. Cái thứ hai nữa là khi bà này biến thành hồn ma, hai cái đấy rất là giống nhau, nó chỉ có khác cái là không có đầu đấy. Nhiều khi mình cũng chả biết con nào với con nào, con nào nó dùng, con nào không dùng. Thế là đâm ra là rất là bị nó bắt rất là sớm. Còn mình thì rất là khó để mình chơi. Giờ full chiêu rồi, các bạn thấy cái con này khỏe không? Quẹt đồ nhanh dã man luôn. Đi rất là nhanh, khó chạy. Xịt nè, đâm nó. Xịt nữa nè. Thơm quá. Ngày hôm nay là ngày của hội chợ. Và chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình thức dự báo thời tiết của buổi chiều ngày hôm nay. Hôm nay là một buổi chiều rất là mát. Mát là do có nhiều mây đó. Và có nhiều mây thì đâm ra là cái sự mây mủng đó nó mang lại cho tôi sắp một cơn mưa giông bão tố. Và thực sự là cũng kiểu sợ tối nay cúp điện. Nên là cũng không có dám gọi là hứa hẹn là livestream live sụp gì cả. Tại vì sợ cái đang live dở ương ương cái cúp điện chắc chết. Nên là thôi, tuần này sủi. Cái thứ hai này em cũng sợ đó mọi người. Bây giờ gặp toàn quỷ không live là thua. Nên là em sợ quá. Kinh khủng. Mặc dù là live vui nhưng mà thua không có vui. Tới liền. À, cá này tông hay quá. Hay. Vô nè. Trời ơi, mọi người nên là tập nhân vật Hunter này nha. Bạn nào chưa có thời gian chơi, hoặc là nếu như mà có cái thời gian để chơi rồi mà chưa được trải nghiệm chế độ 82 thì mình nghĩ các bạn nên chơi. Để biết được là Hunter này nó rất là kinh khủng. Nó mạnh từ lúc đầu game tới giờ luôn ấy. Nó mạnh đến nỗi mà mình còn không tưởng tượng nổi nữa cơ. Tuy là mới chơi thì chắc chắn là nó có sẽ có một cái mức độ khó. Nhưng mà mình quen rồi thì cảm xúc và cảm giác của mình nó sẽ mang lại rất là khác biệt. Rồi, có ai cứu không? Nhiều khi mà mình ném skill đại cho vui thôi chứ mình cũng chả quan trọng với cái vấn đề xịt khói, xịt lửa gì ở đây cả. Ngon quá. Tới nè. Vui quá vui rồi. Tưởng quả đấy ăn ván thôi.
Nhưng mà mình thì lên một điểm phá ván rồi. Với nhánh chống stun quá nhiều nữa, đâm ra là cảm giác rất là khoái. Đạt cực khoái. Nếu mọi người đát tới đát lui. Kệ cooldown nhanh chứ mà lo gì. Úi giời ơi, vui quá. Trời ơi. Hí. Đi shopping đi bạn cá ơi, để tôi bắt nhỏ kia. Này thì nước chua, nước mắm hả? Trời trời ơi, đừng có đi đâu. Cứ phải đi men men những cái địa hình, nhiều khi nó cứ cong cong vẹo vẹo xẹo xẹo, đâm ra là khó chịu. Quá keo. Còn con tâm lý nữa. Hay quá. Làm tốt lắm, trời, tất nhiên rồi. Quỷ mà. Bích ngay con quỷ vô chế độ 82 mà không tốt thì cái gì mới tốt, trả lời liền. Không còn gì để hối tiếc nữa. Và mọi người đừng chuyển kênh nha, mình sẽ thêm trận đấu nữa nha. Rồi mình quay trở lại trận đấu thứ hai với map xưởng vũ khí ở chế độ Tarot. Chắc là cũng chơi được ở chế độ Blackjack ấy nhờ, cho nên là mọi người test đi. Mọi người vô, mọi người chơi đi chứ em này em lười quá. Để qua tuần đi chứ tuần này em làm cũng hơi nhiều nhân vật này. Em sợ mọi người ngán, đúng không? Tại vì một tuần thường thường mình sẽ đổi những cái nhân vật lại một lần. Sẽ có những cái bạn mà chơi nhân vật này, có những bạn thích chơi nhân vật kia. Có những bạn thích xem nhân vật này, có những bạn thích xem nhân vật kia. Nên đâm ra là em cũng phải đánh đo suy nghĩ, cũng như là cũng rất là tính toán trong đầu, đúng không? Ôi xịt. Chạy đâu vậy? Cho chơi với. Ui, tưởng tẹt rô quả đấy cơ. Khốn ghê. Chạy hả mày? Hả mày? Chạy đi đâu? Sao mà chạy được? Nhanh dữ nhưng mà vẫn ăn hit nha. Chết rồi, mất dấu rồi. Khổ, may quá. Đát cái găng cái là mất dấu luôn má. Đi đâu vậy? Đấy mọi người thấy mình chơi như vật này thì thấy dẻo không? Dẻo thì vẫn chưa thấy, nhưng mà cái về cái mức độ di chuyển tăng tốc của nó thì không phải bàn, đúng không? Trời ơi, đi đâu vậy trời? Vui quá. Bên kia thì bạn cá vẫn chưa bắt được lính thuê một hit nào cả. Với một cái sự bảo kê đến từ GC Tử Long và Lily Alice, đúng không? Bên này thì có 30 cái gì đó. Yo. Trời ơi, ngoài trời mưa kiểu mình thấy giống như đại chiến vậy đó mọi người. Giống như là phim Na Cha đại chiến với Đông Cung Long Vương vậy đó. Má ơi, nó trời nó đen thui thù lùi luôn trời. Bạn nào mà xem cái bộ phim Na Cha hoạt hình ngày xưa ấy, có thạch cơ với thân công báo ấy, về đắc kỷ nữa, thì cảm xúc nó rất là khác. Bởi vì là mọi người biết là cái bộ phim ngày xưa nó rất là nổi tiếng. Ôi, bà Trinh bà móc ai vậy? Nó đi đâu vậy trời? Đạp cái ván luôn, mệt quá. Cái gì mà thế giới này ngăn cách đôi ta bằng tấm ván vậy trời? Úi dồi ôi. Nhanh đấy, nhưng mà phát này chắc là bạn không nhanh lại bằng mình đâu. Mệt ghê nha. Hí. Ngày xưa là mấy cái bộ phim hoạt hình ở trên VTV3 ấy, thường là hay chiếu, nhất là bộ phim Ba Nữ Thám Tử. Bạn nào biết bộ phim đó không? Chắc là cũng biết đúng không? Sam, Alex, Clover đồ đấy. Mà hồi đấy là hiếm khi nào thứ bảy là chiếu những cái bộ phim hoạt hình đấy lắm. Thường thường là sẽ dành cho những cái chương trình cuối tuần như là Chiếc Nón Kỳ Diệu này, hay là chương trình Ở Nhà Chủ Nhật. Gì nữa ta? Hãy chọn ra đúng. Đúng rồi. Đấy, mấy nhiều chương trình lắm. Nhưng mà bây giờ thì chắc là không còn nhiều nữa.
nhiều chương trình thì cũng đã hủy luôn rồi. Thế là mình thì lớn rồi mình cũng không thích xem, nhưng mà ngày xưa thích xem mấy game show đó dã man. Ô, bên kia Hương Sư lại được cứu rồi à? Hitbox như quân cực vậy đó trời. Ê, tôi nói hơi tục nhưng mà nó cũng nói lái rồi, nhưng mà vui vui nha. Chứ hitbox đúng là sụp. Má, con cao bồi nó gõ một cái mà muốn ngủ luôn đó trời. Trời ơi, mà may ở đây là mình mang chống chống choáng rồi đấy. Đâu rồi? Trời ơi, emote không còn tương lai nữa, hiểu không? Bà cá bên kia vẫn chưa bắt được ai cả, đến từ vị trí của nhà YG của Blackpink. Thấy sao mà chạy được. Nhóm Blackpink sắp về Việt Nam rồi đó. Tôi tính lên tranh mic để hát bài Lý Trời Bông với Jisoo, nhưng mà bận làm clip cho mọi người coi, là mình không có thời gian để mình đi tranh mic với cô Jisoo nữa. Cho nên là mình không thể nào múa Lý Trời Bông cho mọi người coi được. Thì thật sự thì cũng hơi buồn, nhưng mà không sao đúng không? Chứ tôi lên tôi hát Lý Trời Bông, đứa nào bắn súng mẹ vậy? Biến liền. Thôi nó móc vô điểm G. Cái gì vậy mà thua rồi má? Ta le qua đây làm gì má ơi? Và mình kết thúc video clip đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Chúc các bạn có một buổi chiều mưa gió đầy vui vẻ và ăn cơm thật là ngon miệng nha. Bye bye.